Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Kiếm Hiệp Vâng thưa quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay Kênh Chuyện Kiếm Hiệp sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tiểu thuyết Ma hoàn huyết rảnh của tác giả Giả Kim Dung Phần thứ 5 Thổ Pháp Hợp Hoan Ngay lúc này tiếng chân bên ngoài đã gần hẳn vào hang Hạ Lan vội đẩy ngay Thanh Điệp vào một nơi tối om, rồi nhanh tay kéo ngay Hồng Điệp nằm úp ngay dưới đất như vẻ bất tỉnh. Hầu Hạo và Nhị Hung họ đinh bước ngay vào hang. Thế hai nàng bị điểm huyệt nằm bất tỉnh, Hầu Hạo trong lòng nghĩ thầm. Nếu Nhị Hung chịu giữ lời hứa, Thanh Điệp sẽ bị chúng đưa ngay vào vô ảnh phong. Thật không khác nào dây thả miệng cọp, may thì ít mà rủi thì nhiều. Sở dĩ chàng giữ lại Hồng Điệp vì không phải là chàng không yêu Thanh Điệp. Trong trường hợp nguy nan chỉ còn lo bảo vệ người yếu nhất trước đã. Vì dù sao Hồng Điệp tuổi trẻ tính tình chưa được chín chắn, Thanh Điệp có vẻ thận trọng hơn và trong cảnh quẫn bách này chỉ còn tạm quyết định miễn cưỡng như thế. Càng nghĩ hầu hạo càng giận mình sơ ý để bị thua đinh hủy. Nhưng nghĩ về thực lực của Nhị Hung, mình quả thực không phải là đối thủ của chúng. Vậy mình phải làm cách nào để khiến cho Nhị Hung này thất kinh bỏ chạy mà cứu tỉ muội họ thoát hiểm nhưng chàng đã nghĩ đủ cách mà vẫn không dám ra tay chàng đành buông giọng thống thiết sách muội không phải huynh cố tình nhân tâm bỏ rơi muội trong tình trạng nguy kịch này đâu chỉ tại sức người có hạn nhưng vì chu muội tuổi còn non dại huynh đành phải cứu trước vậy trong cơn mộng muội có nghe rõ lời huynh nói thì nên tự bảo trọng lấy thân chờ sau khi huynh đưa chu muội về nơi an toàn xong chừng ấy thế nào huynh cũng liều mạng đến cứu muội về từ nàng thanh điệp đang nấp trong bóng tối cho chí châu chu và hạ lan đang nằm nghiêng ngả dưới đất ba nàng đều nghe lời than vãn của hầu hạo trong bụng họ càng quýnh nên chỉ sợ bị lộ chuyện bỗng hầu hạo lại quỳ phịch xuống đất lại anh hùng tuôn rơi như những hạt châu bị đứt chỉ giỏ từng giọt xuống cỏ má của hạ lan thổn thức rằng sách muội xin muội hãy thông cảm xin muội hãy hiểu cho nỗi lòng đau khổ của ngu huynh đây trong lòng hạ lan cuống rối thêm nghĩ thầm chàng trai này đa tình đến thế thì thôi nhưng sao ngỡ ngẩn đến thế không biết tại sao không chịu nhìn cho kỹ một chút. Thì ông nữ thanh y nằm đây đâu phải là sách mọi của chàng Hạ nan vì phải vờ như hôn mê, mắt nàng đâu có thể mở. Nàng lại không biết rằng trong động này hơi tối. Nhất là tâm tình của hầu hạo bị xúc động mạnh trong cảnh bi ai này. Chàng càng không dám ngó kỹ dung nhan của thanh điệp châu sách để rồi đau lòng thêm. Nhị hung đứng mãi sốt ruột và đinh hủy nói với đinh phá. Này lão tứ, coi tiểu tử này có vẻ luyến thương a đầu này trong tình cảnh nó cũng thương hại thật hay là chúng ta giúp luôn bằng cách đem hắn vào luôn vô ảnh phong chung sống cho vui vậy hầu hạo nghe xong trong lòng không những không ngạc nhiên kinh hãi trái lại chàng còn cho là chết chung một chỗ cũng là hạnh phúc của mình chỉ có hạ lan rối quýnh trong lòng thầm dò anh chàng si tình thế nào cũng làm hỏng chuyện mất nhưng may thay đinh phá chuyến này lại tỏ ra đây là kẻ không thất thứa chỉ nghe hắn nói này lão tam chúng ta đã giao hẹn với hắn rồi, vậy không nên thất ước, cứ đem quách A đầu lớn đi cho ổn chuyện. Nói xong đinh phá bồng luôn thanh y thiếu nữ, hầu hạ vội chạy theo cướp lại nhưng bị đinh hủy vung trưởng đẩy ngã luôn dưới đất. Đến khi chàng loạn trọng đuổi theo ra ngoài cửa hang, trời đã bình minh, trong khu rừng yên tĩnh như tở, nào đâu còn thấy hình dạng của song hung họ đinh. Chàng cuống lên đỉnh vọt bước đuổi theo, bỗng phía sau có tiếng gọi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai nàng thiếu nữ song song trước mặt mình người áo trắng và người áo đỏ chuyến này chàng nhìn kỹ người mặc áo trắng không phải là hạ lan mà lại chính là thanh điệp châu sách chàng ngẩn người xong lạ lùng quá vậy chàng không tin vào mắt mình chàng đưa tay véo thử vào đùi nhưng đâu phải cơn ảo mộng chàng vội cuống quýt hỏi sách muội là sách muội thật đấy sao thanh điệp gật đầu hồng điệp đứng bên cạnh trả lời ngay đúng là tỷ tỷ của muội đó hầu hạo hỏi gấp Thế người bị huynh đệ họ đinh bắt đem đi ấy là ai? Thanh điệp nước mắt chảy xuống dòng dòng hầu hạo càng đâm nghi. Hầu hạo dục khỏi thêm, nàng là ai? Nói mau. Hồng đẹp ấp úng run giọng rằng, tỷ ấy chính là Hạ Lan. Vì tỷ ấy muốn đi cứu Hàn Huynh, nhưng không thể nào biết đường vào vô ảnh phong, nên mới nghĩ ra kế thay mận đổi đảo này. Hầu hạo nghe xong kinh hãi la lên, làm thế đâu có được, trời ơi rõ khổ thật, bây giờ ta biết làm sao đây? thanh đẹp nức nở khóc chính ra bọn muội cũng không bằng lòng như thế nhưng tỷ ấy nói là tình nguyện trừ phương pháp này ra không còn cách nào để lọt được vào vô ảnh phong tỷ ấy còn nói rằng nay trong vô ảnh phong ngang nhiên có người ra bắt người như thế xem ra động tường hy tiền bối đã xảy ra chuyện bất chắc rồi và dặn chúng ta phải rời khỏi ngay đây lập tức không thì nguy mất hầu hạo nghĩ cũng vô phương nhất là đinh hủy đinh phá khinh công nhanh tuyệt đỉnh mình không thể nào đuổi kịp được mà dù cho có đuổi kịp cũng không làm sao chống nổi hai tên quỷ dữ đó. Nghĩ liên miên một hồi chàng cũng cho là lời của hạng nan có lý. Bèn dẫn ngay hai nàng về lại hang động đêm qua. Khi đến cửa núi cửu lãnh, thấy dấu vết mình để lại vẫn còn. Và hôm nay là ngày thứ hai rồi nhưng vẫn chưa thấy động tường hy sư thúc đâu cả. Xem ra điểm lành tỷ ít mà điểm hung dữ thì nhiều cũng nên. Lại chờ hết một ngày nhưng vẫn bạt tin của sư thúc. Hầu hạo bèn bàn tính với tỷ mọi châu thị Nay ngày hẹn ba ngày đã qua, tình hình đang nghiêm trọng. Nếu mình liều vào trong chẳng khắc nào tự nạp mình vào ngõ chết. Chẳng thà đi ngay mặc phổ sơn tìm ngay vị tiền bối thiên tàn lão nhân. Nhờ lão cứu nguy vậy, tỉ mời châu thị tán thành ngay. Thế là ba người lo rời ngay khỏi khu núi cầu lãnh sơn, nhắm ngay hướng mặc phổ sơn tiến phát. mặc Phổ Sơn tiếp giới với sông Tương, từ cầu lánh đi cũng không xa lắm, nhưng toàn là đường rừng gập gành khó đi vô kể đáng lẽ ba người có thể đi bằng thuyền nhưng hầu hạo trên đường thủy quá chậm chủ trương đi ngựa suốt dọc đường vì y phục của nhị điệp quá bắt mắt người lại đẹp khiến cho thiên hạ phải trầm trồ không ngớt hầu hạo cẩn thận hơn bèn nói với hai nàng nên cải trang thành nam nhân cho thiên hạ bớt đẩy hành tung của mình tỷ muội châu thì đã bị một vố hoảng thần tại núi cửu lãnh và cũng biết trong thiên hạ không thiếu gì cao nhân kỷ sĩ hai nàng lúc này không khác nào kinh công chi điệu chim khôn thấy cung là hoảng sợ ngay hai nàng thu ngay những tính kiêu căng bớt phục xưa kia và vì hai nàng đã phải lòng chàng hầu hạo nên nhất nhất đều nghe lời ý trung nhân của mình lập tức cải dạng thành nam nhân trông cũng đường đường đấng anh hảo lắm nhưng tội cái quá đẹp trai nếu không nên tiếng nói gì may ra cũng chen nổi mắt thiên hạ phần nào một hôm ba người tới giáp giới địa phận sông tương Núi non trồng trồng đẹp đẹp đường mỗi lúc một gãy thêm Dần dần đến ngựa cũng khó đi Ba người đánh xuống rất ngựa theo Tuy cuộc hành trình này đã khiến ba người ướt sống mồ hôi Nhưng không hề có tiếng than thở mỏi mệt Hầu hạo bỗng nói với hai nàng Này hai muội Chúng ta hãy tạm nghỉ một chút Và thử xem tiếng rội ở đây ra sao Hai nàng tươi cười bằng lòng ngay Hồng đẹp châu chu bèn cất tiếng thở trước ngay gọi lớn. Lãn hiệp hầu hạo những tiếng dư âm thi nhau vang lại nghe rõ ràng và hấp dẫn lạ ba người nhìn nhau cởi thích chí thình lình sơn cốc bên kia dội lại một âm thanh kỳ lạ chí minh tăng chí minh tăng tỉ muội châu thị lấy làm lạ quay đầu nhìn chỉ thấy sắc mặt hầu hạo bỗng tái hẳn hồng điệp châu chu nhanh miệng hỏi ngay kìa huynh tiếng gì lạ lùng vậy hầu hạo không trả lời hấp tấp dục rằng đi nhanh lên nhanh lên hai nàng thấy sắc mặt của chàng tái vậy kinh ngạc không dám hỏi thêm vội vàng nghe lời đi nhanh thanh điệp còn nhớ chàng kể chuyện về cửu thiên tử với mình và cái tên chí minh tăng vốn là danh pháp của chàng đã thọ tại lễ thí phát ở cửu thiên tử và chính do chủ trì hải không đại sứ đã đặt cho pháp danh này nhưng hầu hạng nói không hiểu tại sao cửu thiên tử này bắt chàng và ép thí phát như thế nhưng thế nào cũng có nguyên do bên trong sau nhờ tóc mọc thần lực mới khôi phục lại Nhưng vì hấp tấp ra đi về việc của sư đại hàn tử kỳ Nên chưa kịp tìm hiểu lý do trong này Thanh Điệp cũng thuộc loại người giàu kinh nghiệm Nghe âm thanh ấy có sức trầm hùng lạ lùng Biết ngay nội công khí nực người này đã đến mức độ tuyệt đỉnh Hèn gì hầu họng nghe xong biết mình không thể nào địch nổi Biến sắc và rục mọi người đi nhanh Nhưng riêng Hồng Điệp thì chỉ trực ra tay thử một chuyến xem sao Luôn miệng hỏi bô bô Thanh Điệp phải ra ý cho mọi mọi mình chớ quấy rộn trong lúc nguy cấp này. Ba người đi nhanh thoăn thoát trong sơn cốc, tiếng quát quái dị lại nổi lên. Chí Minh, Chí Minh hãy về đây, về đây mau Chí Minh. Tiếng gọi không khác nào như đang hú hồn ma, nghe giận tóc gáy. Ba người cảm thấy bàng hoàng trong lòng. Hồng Điệp đã sợ tái mặt, biết ngay sự thể đã nghiêm trọng. Thấy sắc mặt tỉ và hầu hạo đã tái ngắt tỏ vẻ bối rối, nàng càng không biết nên tính sao cho phải nhưng ba người vẫn dạo nhanh bước hầu hạo vừa đi vừa nghĩ bỗng chàng trầm giọng nói với châu sách này muội nếu tí nữa có kẻ nào đuổi kịp đến ép huynh phải đấu với chúng hai muội hãy chịu khó trốn ngay nếu thấy huynh không thắng được chớ có dại giọt mà ra tay nhớ nghe tiếng ho khan của huynh nạm hiệu và hai muội phải cấp tốc rời khỏi đây hai tỷ muội nghe vậy cuống rối lên châu sách lo sợ không thể làm thế huynh chúng muội đông nữa để huynh bị nạn thế hầu hảo cương quyết không hải không và pháp không hai tăng này trong cửu thiên tử võ công không đáng ngại nhưng kỳ này tiếng của người đang theo dõi chúng ta đây công lực không thể nào khinh thường được e yeah, hôm nay huynh khó thoát nhưng theo huynh nghĩ cửu thiên tử muốn bắt huynh như vậy thế nào cũng có nguyên nhân gì kỳ trước không bị chết kỳ này chắc cũng không đến nỗi gì Tuy hai muội có lòng muốn giúp huynh nhưng xem ra chúng ta đều bị bắt hết. Chẳng thà hai muội hãy tùy cơ ứng biến mà trốn thoát càng nhanh càng tốt. Ở đây cách mặc phổ sơn không xa, hai muội có thể tìm ngay thiên tà não nhân tiền bối bẩm lại tất cả những sự việc xảy ra với ngài và xin tiền bối ra tay trợ giúp cấp. Nói xong, từ trong mình lấy ra một bức họa và bức họa này là bức chân dung của thiên tà não nhân ra cho tỷ muội châu thị ba người vẫn hấp tấp đi thêm một quãng. Hầu hạo đã mấy lần hối thúc hai tỷ muội đi trước cho được việc, nhưng hai nàng nhất định không chịu vẫn néo đéo theo sát chẳng, chỉ mong sao mau ra khỏi đoạn đường kinh hiểm này. Khi đến đoạn đường chật hẹp bỗng nghe trên đầu có tiếng quãi lạ, lúc này ba người dừng ngay ở một đoạn đường, bên mặt thì hang sâu thăm thẳm, bên trái vách đá treo leo. Khi ngẩng đầu nhìn lên ba người đều bay hồn thất phách, chỉ thấy những tảng đá hòn nào hòn ấy lớn bằng bánh xe bỏ đang ào ào từ trên rơi xuống hầu hạo hấp tấp lên tiếng mau mau nhảy tránh ngay Rất tiếng cả ba vội bỏ ngay ngựa lại tung mình vọt nhanh như ba mũi tên lại phía trước hơn trượng chân ba người vừa chạm đất những tiếng ầm ầm đằng sau vang dội lên ba con ngựa bị chết nát bấy thịt và năm sáu tảng đá ấy đã thi nhau lăn xuống hố sâu bên phải ba người vừa định thần lại trên vách núi lại đột nhiên có tiếng cười quái gở nổi lên Đồng thời Sơn Cốc trước mặt có tiếng hô gọi Càng lúc càng giận những quân địch này sao mặt đáng ghét thế Cứ chơi trò mai phục để gây sự khủng hoảng trong tinh thần họ Quả là một mánh nới tàn nhẫn tuyệt độ Hầu hạo chịu không nổi lớn tiếng quát Có giỏi xin cứu hiện thân ra Đấu tài cao thấp với nhau Nấp trong hang hốc như thế đâu phải tác phong của kẻ anh hùng Trên vách bỗng có hồi âm Chỉ mình chúng ta sẽ đợi ngươi tại khoảng trống rỗng phía trước đằng kia rút lời tiếng cười ha hả vang lên lòng già dạ ba người lúc này càng hồi hộp hoang mang lại đi thêm được một quãng phía trước bỗng thấy quang đáng ra đến cửa cốc thấy có một khu đất trống khá rộng và trong giữa khoảng trống này số người đứng chờ để giao tranh có trên mười người ai nấy đều có ngựa dắt theo cảnh đám người đều ăn mặc theo lối tăng lữ đầu đội tăng mũ cổ lư trong số ấy có một người mặc áo màu đỏ trông càng bắt mắt hầu hạo nhanh mắt Chàng nhận ra ngay đám tăng lữ này thuộc trong cổ tự của cửu thiên. Hải không và pháp không đều có mặt trong này. Và trong bộ tịch có vẻ cung kính với nhà sư mặc áo cà sa đỏ lắm. Có lẽ người mặc áo đỏ là tay cao thổ dị nhân mà cửu thiên tử đã thỉnh mời đến. Lúc này đường đi đã bị chấn ngang lối. Hầu hạo thầm nghĩ đám tăng lữ đã đuổi theo mình đến đây. Chắc họ thế nào chả chuẩn bị cẩn thận từ trước. Nếu bây giờ mình muốn thoát nạn đâu phải là chuyện dễ dàng dị xem ra một cuộc kịch chiến khó mà tránh khỏi. Chàng quay thân ngó về phía sau, thấy châu thị đang tỏ vẻ vô cùng lo lắng cho mình. Hầu hạo bèn căn dặn hai nàng chớ nên tiến thêm lên làm gì. Nếu chàng có bị bắt, chớ có hiện thân ra mà cứu. Phải cấp tốc lo đến mạc phủ sơn cầu cứu với thiên tản lão nhân. Và phải lo cứu cấp ngay hàn tử kỳ, hạ lan trên vô ảnh phong. Còn phần mình hãy thong thả chẳng sao, vì tin chắc rằng họ chưa đến nỗi giết mình trong thời gian này thành đình mọi tăng lữ đồng thanh hét lên một tiếng ngồi xếp chân bằng tròn dưới đất với giọng đều răm rắp hô phật hiệu âm thanh vang cả một vùng hàn tử kỳ tỉnh dậy đập vào mắt chàng thiếu hiệp đầu tiên là những viên dạ minh châu tỏa ánh sáng kỳ ảo trong đầu mù mịt chàng thiếu hiệp mang máng nhớ lại khi phát hiện người chộp vào mạch môn không phải là tạ minh chợt mê man đi hình như kẻ giả mạo đã sử dụng một tuyệt pháp khống chế mạch môn từ trước đến nay võ lâm chưa hề có Chàng nhớ khá rõ cánh tay người ấy có màu đen dị hoặc trông phát kinh tởm. Lấy một hơi chân khí chàng thiếu hiệp quan sát toàn bộ căn phòng. Mỗi hạn tử kỳ người được mùi trầm dịu dịu. Hình như chủ nhân tính tắm rửa chàng bằng hương trầm nên khắp nơi trong căn phòng này đều toát ra mùi dịu dịu ấy. Chàng thiếu hiệp đặt một dấu hỏi tự thắc mắc kẻ bắt cóc chàng chắc chắn có dung mạo xấu xí cùng cực. Suy đoán được điều đó bởi cánh tay màu đen của y in đậm nét trong đầu chàng. Nhưng sao chỗ này lại vô cùng trang nhã Cứ tưởng như là thư phòng của một tiểu thư Con nhà quan quyền thế gia vọng tộc Hàn tử kỳ bật ngồi dậy Bộ võ phục của chàng đã được thay bằng chiếc áo trưởng bào trắng tinh Thẳng nếp Bất giác sắc diện hàn tử kỳ ẩn đỏ ngượng nghịu Chính trong lúc ấy cánh cửa phòng mở ra và một đôi nam nữ bước vào Hàn tử kỳ tròn mắt nhìn xứng nữ nhân Hình như nàng này chàng có quen Nữ nhân đó chẳng ai khác hơn là chính Bạch Điệp Châu Ni, nàng ẻo lạ như một cánh bướm tiên đến gần chàng thiếu hiệp chủ nhân cung thỉnh thiếu hiệp qua tiên công hai tiếng tiên công từ miệng bạch điệp phát ra đã khiến chàng thiếu hiệp thắc mắc còn đang thẫn thờ thì bạch điệp đứng nép qua bên tỏ ý nhường đường cho hàn tử Kỳ. dù muốn dù không hàn tử kỳ phải đi theo lời mời của bạch điệp chàng sửa lại trường vào rồi hỏi quý cô nương đây có thể cho tài hạ biết chốn này là đâu đây là trốn tiên công, chỉ có những người hữu duyên mới đến được. Sống tại tiên công, thiếu hiệp sẽ có mọi thứ hoan lạc tuyệt vời nhất mà đời người chẳng bao giờ có được. Trốn này không có phiền não. Ở đây thiếu hiệp sẽ ngỡ mình đang ở cõi tiên cảnh, không trốn nào bằng. Hàn Tử Kỳ mỉm cười vì kiểu nói tân bốc của Bạch Điệp. Đang ở tiên công mà sao nàng như không có thần. Ánh mắt trống rỗng nó như một con vẹt. Thế tại hạ được chủ nhân cô nương đây bắt cóc, chắc cũng chỉ muốn cho tại hạ ghé mắt nhìn qua tiên cảnh thôi sao? Mời thiếu hiệp hãy theo chúng ta lên tiên cung, chủ nhân đang chờ. chẳng dặm bước thì ngoài cửa ập vào hai gã người chẳng ra người ma chẳng ra ma. Trông muốn lậm giọng hai người mới xuất hiện đó chính là Đinh Tàn và Đinh Hủy, hai cao độ của độc ma. Đinh Tàn vừa chu chéo bằng cái miệng lở lét. Các ngươi còn bắt chủ nhân chờ đến bao lâu? Tiếp theo câu nói Đinh Tàn phạt luôn một trưởng vào mặt Bạch Điệp Búp! Nàng lão đảo lùi luôn ba bộ Bên má trái hiện rõ năm ngón tay Quả là một kẻ vũ phu thô lỗ Đúng với danh hiệu Đinh Tàn Thấy cảnh đó Hàn Tử Kỳ không dằn lòng được Thay đổi sắc mặt tỏ khí giận Chàng hầm hầm trực vận công Phạt luôn một ngọn thiên sơn thần công Bổ thẳng vào Đinh Tàn Hàn Tử Kỳ chưa kịp ra tay Thì Đinh Hủy đã nhảy ra cản Đinh Tàn Đại ca đừng đánh người như thế hãy để nàng cho ta. Đinh Hủy vừa nói vừa vươn bàn tay lở lói tròn ngang eo Bạch Điệp. Cô nương có sao không để ta chăm sóc cho cô nương nhé. Bạch Điệp đứng yên trong vòng tay ghê tẩm của Đinh Hủy. Hàn Tử Kỳ không thể nào hiểu nổi. Chàng vừa nhắc nhìn hai người này đã muốn tẩm lợm rồi. Thế mà vị cô nương này lại chẳng phản ứng gì khi gã họ Đinh ôm cứng nàng. Chàng liếc qua gã trắng niên đứng bên cạnh. Các này đúng là một pho tượng chẳng tỏ ra một thái độ gì. Hàn Tử Kỳ đâm ra càng thắc mắc và tò mò. Chàng nghiêm mặt hỏi. Hai vị vâng lệnh chủ nhân đến mời tại Hạ qua tiên cung hay đến dở trò thô lỗ trước mặt tại Hạ. Đinh Tàn nha răng cười hành hạch, cái miệng của hắn kéo rộng tới mang tai, phô ra hàm răng lẩm trởm như răng chó. Kèm theo tiếng cười không chất sống thì bao nhiêu nước bọt thối bắn tông ra ngoài. Hàn tử kỳ phải thối lui một bộ để tránh những tiên nước thối từ miệng gã đinh Tàn, chẳng dùng mình gây tẩm. Đinh Tàn ngắm hàn tử kỳ nói. Ấy ấy, ta đến để đưa ngươi đi thủ pháp hợp hoan. Hàn tử kỳ nheo mạnh. Ngươi nói cái gì là thủ pháp hợp hoan? Lần đầu tiên chẳng nghe nói đến lối hợp hoan thủ pháp nên không khỏi ngỡ ngàng. Hàn tử kỳ có biết đâu hợp hoan tu đại pháp là lối luyện công của độc ma nhằm hợp nhất âm dương bồi bổ để trị bệnh cho mình. Đinh Hủy cười hi hí, vòng tay của hắn không rời chiếc eo thon thả của Bạch Điệp. Đến đó thì ngươi sẽ biết, và sắp tới đây sư phụ ta có thêm những hào kiệt anh hùng đến tiên công này cùng tu đạo với ngươi. Lúc ấy vui lắm, vui vô cùng. Ngươi có thể cho ta biết những ai sắp đến. Cất tiếng cười hi hi đinh tản nói. Người đầu tiên là Đồng Tường Nghi, kế đến là lão tử túy tiên kế nữa là thần châu đại hiệp còn mộ ly hoàng kẻ như người nhà rồi. thế nào ngũ đại kỳ nhân cũng đến tu đạo hợp hoan với sư phụ của hai vị sao đinh tản đắc ý đúng đúng mà không không là thế nào chỉ có ngũ đại kỳ nhân thôi còn bạch vân tôn giả thì đã bị cột đầu tại âm cốc tử vong rồi đâu còn sống để được tu đạo hợp hoan nghe cái kiểu dương dương tự đắc của hai gã ma không ra ma người không ra người mở miệng là hai chữ hợp hoan khiến chàng vô cùng thắc mắc ngay chỗ này cũng đã có nhiều chuyện kỳ dị rồi cảnh sắc trái hẳn với tính người người xấu xí lở loét như người cùi người hủy lại là bậc chủ nhân còn đám đầy tớ thì trái ngược hẳn ý nghĩa ấy khiến hàn tử kỳ muốn bọn chúng mau dẫn mình đến chỗ hợp hoan tu đạo đại pháp chàng dõng dạc nếu ngũ đại kỳ nhân cũng thích đến đây tu đạo với sư phụ các ngươi, thì chắc chắn lối tu đạo đó có một không hai trên đời này. Đinh Hủy cười như khỉ độc. Tất nhiên rồi, ngươi mà thấy thì mê tít con mắt ngươi hãy theo chúng ta. Hai tiên nói xong để đi thẳng một mạch ra khỏi phòng. Hàn Tử Kỳ nối bước theo Đinh Tàn và Đinh Hủy. Theo sau chàng thiếu hiệp nào Bạch Điệp cùng gã tráng niên. Thỉnh thoảng Hàn Tử Kỳ quay lại sau nhìn Bạch Điệp Châu ni. Chàng thiếu hiệp ngờ ngợ thấy Bạch Điệp như có vẻ vô thần. Chàng có biết đâu Châu ni đã bị hấp hồn đại pháp của độc ma khống chế não thần rồi. Họ đi vào một thạch động được xây cất bằng đá đại lý đa lên nước bóng lộn Nhưng đường vân mây như nhảy múa trước mắt chàng thiếu hiệp. Đinh Tàn và Đinh Hủy cung tay thi lễ. Bẩm chủ nhân chúng đệ tử đã dẫn Hàn Tử Kỳ đến bái kiến. Vâng ngẩng đầu nhìn lên, Hàn Tử Kỳ không khỏi rúng động tâm thần khi chạm vào hai luồng nhân tuyến sáng quắc xanh nè của độc ma. Con người trùm kín mặt mày, có cái nhìn nghiếp hồn ấy. Hàn Tử Kỳ đã từng nghe sư phụ và sư bá nhắc tới bất giác chẳng hỏi. Quý chủ nhân đây phải chăng là nhân vật độc ma đã từng được thiên hạ nhắc tới trong mấy tháng qua? Độc ma bật cười khan. Kiến văn của thiếu hiệp lão phu đây rất bội phục. Phong cách của thiếu hiệp cũng chẳng khác tiên sinh động tưởng hy bản chủ nhân thật ái mộ vô cùng đã gọi là ái mộ sao quý công lại dở trò giả trang nhân tâm thần khất tạ minh bắt cóc tại hạ hành động đó đâu phải là hành động của bậc chính nhân quân tử bản chủ nhân từ trước đến nay chưa hề nhận mình là bậc quân tử bản nhân giải thiếu hiệp đến hoan công này có hai chuyện cần bàn với thiếu hiệp hàn tử kỳ hờ một tiếng rồi nói Hai chuyện mà chủ nhân tính nói ra đây chắc quan trọng lắm, nhưng tại hạ thiết nghĩ nó chẳng có dính dấp gì đến tại hạ. Độc ma lắc đầu. Đối với bản nhân, hai chuyện đó thì rất quan trọng. Thứ nhất, bản chủ nhân muốn thiếu hiệp bái bản nhân làm sư phụ. Chuyện thứ hai, thiếu hiệp phải đến Mạc Phủ Sơn tìm thiên tản não nhân báo cho y biết rằng ngũ đại kỳ nhân sắp bị xóa tên trên giang hồ. Giọt gan hàn tử kỳ nhưng nóng bức, sợ lo lắng biểu lộ rõ trên khuôn mặt của chàng. Chuyện thứ nhất tại hạ không thể nào tuân lệnh quý chủ nhân vì tại hạ đã bái sư giỏi và sư phụ của tại hạ là Đồng Tường Hy. Còn chuyện thứ hai tại hạ có thể đi tìm thiên tản lão nhân nhưng quý chủ nhân có thể cho biết lực lượng nào đủ khả năng xóa tên ngũ đại kỳ nhân trên giang hồ. Hai luồng ma nhãn nhiếp hồn của độc ma giật lên như muốn đâm thổng vào tâm não của hàn tử kỷ Bản nhân đặt ra yêu cầu thứ nhất bởi vì thiếu hiệp có căn cơ hơn người tương lai sẽ trở thành nhân vật kiệt xuất mà đồng tầng nghi tới đây sẽ vĩnh viễn ở lại hoan cung này cùng tu đạo với bản nhân chính vì thế bản nhân mới có ý đó thử hỏi bản nhân không xứng đáng là sư phụ của thiếu hiệp sao đọc ma cười khà một tiếng nói tiếp thiếu hiệp thắc mắc lực lượng nào sẽ xóa sổ ngũ đại kỷ nhân thì ta cũng nói cho thiếu hiệp biết mấy tháng nay trên giang hồ xuất hiện quỷ ảnh đoạt thổn lấy thần vật ấy đã lấy mạng bạch vân tôn giả tại âm cốc tử vong không phải một bạch vân tôn giả đâu còn cả chu nhất thăng và hồ công cũng bị tán mạng thảm khốc bởi lưỡi thần vật ấy sắp tới đây quỷ ảnh đoạt hồn nhắm vào đồng tưởng hy tử tuy tiên và thần châu đại hiệp chàng nhau mày hỏi thế chủ nhân quỷ ảnh đoạt hồn là ai quý cũng có thể cho hàn tử kỳ này biết chứ chuyện đó ta không thể nói ra được nhưng ta đoan chắc trong bốn người còn lại của ngũ đại kỳ nhân không một ai là đối thủ của quỷ ảnh đoạt hồn hàn tử kỳ bật cười khanh khách Quý công nói như thế, nhưng tại hạ làm sao tin được? Ngũ đại kỳ nhân gồm những bậc thành danh trên giang hồ mà lại không phải là đối thủ của quỷ ảnh đoạt hồn, thật là khó tin, khó tin vô cùng. Thế cái chết của Bạch Vân Tôn Giả không phải là một bằng chứng sao? Cái chết của sư bá Bạch Vân Tôn Giả còn là một dấu hỏi, có nhiều bí ẩn mà sư phụ tại hạ và sư bá Tiểu Túy Tiên đang điều tra để làm sáng tỏa. Những nhân vật đó đã nguyện đến đây tu tạo hợp hoan đại pháp với bản chủ nhân rồi. Đâu còn thời gian xen vào chuyện thị phi giang hồ. Hàn tử kỳ cao mày Tài hạ đang nghe các đệ tử của quý chủ nhân đây nói pháp luyện tiên đạo hợp hoan. Bây giờ lại chính chủ nhân nói ra khiến tài hạ thắc mắc. Không biết hợp hoan tu đạo đại pháp là thứ môn công phu gì mà dẫn dụ được càn khôn tứ tuyệt. Chủ nhân có thể cho tài hạ chứng nghiệm được không? Thiếu hiệp nếu thiếu hiệp muốn chứng nhận bản chủ nhân cũng không hề tiếc làm gì. Độc ma nền vỗ tay. Hai gã đinh tàn và đinh hủy thuật biến mất sau vách đá đại lý. Bọn chúng vừa khuất dạng thì một toán mười sáu người. Tám nam tám nữ xuất hiện. Cộng thêm bạch điệp và gã trang niên nữa. Trong hoàn phòng có chín đôi nam nữ cả thầy. Hàn tử kỳ còn chưa hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Thì chín nam khép thành vòng tròn bao quanh chín nữ. Chàng nằm mơ cũng không thể nào tưởng tượng được chín nữ trong đó có bạch điệp rời ra giữa vòng tròn và như bị một ma lực điều khiển bọn họ vặn thân ẻo lả múa theo nhịp trống đờn của chín người nam chín nữ càng múa càng dồn dập và những động tác vô cùng bại hoại nhưng từ trong điệu múa ấy như phát tán ra một ma lực mê hồn cuốn vào nhãn quang của chàng thiếu hiệp bất giác sắc diện hàn tử kỳ đỏ gức hơi thở trở nên dồn dập kỳ lạ chân ngôn hít vào những nghẹn ngang cổ mạch máu căng phồng muốn vỡ chàng phải nghiến răng vận đề chân khí định thần. Trong vòng tròn chín nữ từ từ thoát y, họ đúng là chín nàng tiên Nga khỏa thân mố khúc nghệ thường từ cổ trí kim chưa hề thấy. Mồ hôi thoáng chốc tuôn ra rầm rẻ, hàn tử kỳ như bị cuốn vào vòng hoan lạc. Chàng rậm bước thì tâm định lại, níu kéo dừng lại, giữa hai thái cực. Một bên là cõi hoan lạc thần tiên khích động do độc ma tạo ra, một bên là sở chống đối lại, tâm định chẳng như bị răng xé làm hai chín nàng từ từ phủ phục xuống và liền đó chính nam tiếp tục điệu múa quái lạ áp sát vào chính nàng chàng thiếu hiệp bị một sự giằng xé có thể ví như dây đàn đã căng hết trực đứt chính trong cái khoảng khắc đó thì bùm tiếng đàn bát nong ngâm của sợi dây thứ tám đâu đó như tiếng sét nổ vực hàn tử kỳ ra khỏi thế giới u mê hoan nạc hàn tử kỳ nhìn sững vào đám nam nữ đang múa nhưng giờ đây họ chỉ là những con rối không còn sự mê hoặc ban đầu chẳng ngước nên nhìn thẳng vào mắt xanh rờn rợn của độc ma hợp hoan tu đạo đại pháp là thế đấy à tại hạ thất vọng vô cùng cái món mà quý chủ nhân đây ca ngợi là lối tu tiên chẳng qua chỉ là những vũ khúc khiêu dâm đáng kinh tởm tại hạ hoàn toàn không tin mấy vũ khúc này lại có thể mời gọi được Động tường hy tử túy tiên và thần châu đại hiệp nhất thiên độc ma cũng đang nghe được tiếng đàn bát long ngân đó và không ngờ nó có oai lực khống chế tâm thức con người khỏi băng hoại Tuy nhiên y cũng đã nhận ra sự lúng túng ban đầu của hàn tử kỷ. Cười hành hạch y nói. Thiếu hiệp quả đúng là có căn cơ hơn người. Chỉ nghe âm thanh của bát long ngân đã thoát vòng u tộc. Độc ma chỉ về phía đám nam nữ trước mặt. Đám đó thật là bất tài vô dụng. Đến thiếu hiệp mà chúng cũng không chế phục được. Độc ma hờ một tiếng lạnh băng. Hai cánh tay đen xì liền đưa đến trước. Một chuyện quái dị, ngay cả nằm mơ hàn tử kỳ cũng không thể nào tưởng tượng được đôi nam nữ đứng gần chẳng nhất như bị một hấp lực vô tình nhấc bổng lên khỏi mặt đất bay là là đến gần độc ma và chỉ dừng lại khi cách lão khoảng hai trượng cơ thể độc ma kêu răng rắc hàn tử kỳ cứ tưởng thân thể của lão ma sắp gãy ra từng khúc nhỏ và trong chớp mắt hai cánh tay đen xì kinh tởm của lão ma như dài hạn ra chộp vào đôi nam nữ một màn khói đen kịt phủ trùm lên hai người hai tiếng rú thất thanh khi làn khói tan dần đôi nam nữ kia chỉ còn hai bộ xương khô trắng hếu độc ma hướng về hàn tử Kỳ. đó là lối luyện công của bản chủ nhân có tên gọi là bạch cốt công thi hàn tử kỳ vô cùng kinh hãi chàng thiếu hiệp từ khi bước ra giang hồ chưa từng thấy lối luyện công nào tàn bạo và thảm khốc như vậy vừa giận vừa kinh tởm chàng quát lớn độc ma ngươi tàn nhẫn và man dợ như vậy là cùng thiếu hiệp nói như thế là phật lòng ta lắm rồi đấy độc ma này dự tính cân nhắc thiếu hiệp lên ngôi đầu lãnh tiên công nhưng xem ra thiếu hiệp chỉ muốn uống rượu phạt theo kiểu gã nho sinh động tường hy rồi. Ở trốn tàn bạo ma quái này, Hàn Tử Kỳ đâu hám trước đàn lãnh của lão ma. Chàng thiếu hiệp nổi hào khí liền vận hết 12 thành công lực phạt ngay một trưởng thiên cương thần công ảo ảo sấm sét Ngọn trưởng của chàng hùng dũng ập thẳng đến thân ảnh lão độc ma. Trả cho ngọn trưởng ấy cách mình khoảng 5 tấc độc ma phất nhẹ tay áo trưởng bảo. Ngọn trưởng to như chiếc quạt phẩy nhẹ cứ tưởng lão đang đuổi rưỡi. Thế mà ngọn thiên cương thần công của hàn tử kỳ chìm hẳn vào quãi vô tâm vô tích. Chàng thất kinh nổi hẳn hai bộ, sợ đến cuống cuồng đã sử dụng đến 12 thành công lực. Tất khí công của thiên cương thần công chẳng phải tầm thượng, mà chỉ một cái đuổi rồi của độc ma mà biến mất. Chứng tỏ võ công của lão đã đạt đến đỉnh cao vô cùng vô tận. Hàn tử kỳ nên nắm đốc chuôi thanh tinh vân thần kiếm, nhưng liền đó chỉ thấy thấp thoáng bóng ảnh thổ đen xì vươn dài ra và năm cái vuốt khô đét đã đặt ngay trên đỉnh đầu độc ma cười hăng hắc bản nhân chỉ cần nhả hai thành công lực bạch cốt ma công thiếu hiệp sẽ biến thành bộ xương khô như hai người kia thôi bản nhân cho thiếu hiệp một cơ hội sau cùng là bái ta làm sư phụ thì giữ được mạng sống của mình hàn tử kỳ đâu phải là người tham sống sợ chết nhưng trước tình huống này quả thật cũng lưỡng lự mạng của chàng bây giờ chẳng khác chỉ mảnh treo chuông bụng rối như tơ vỏ độc ma ngươi đừng hy vọng điều đó sao không nhả bạch cốt ma công đi nếu ngươi giết ta thì động tưởng hy tử túy tiên và thần châu đại hiệp sẽ độc ma bật cười khinh khách tiếng cười của y nghe đến giận tóc gáy và cứ nghĩ đó là tiếng chó xoáy chu đêm thì đúng hơn hai luồng nhẫn tuyến của lão độc ma sáng lên chiếu rực vào mặt hàn tử kỷ lão cất giọng u hồn nghe ngơ ngơ như tiếng quỷ kêu bản chủ nhân cho ngươi uống rượu mừng ngươi chê thế thì ngươi đòi uống rượu phạt căn cốt của ngươi quả có hơn người nên bản nhân đâu thể phí phạm của trời như thế được ngươi đã không muốn đầu phục thì ta sử dụng ngươi bồi bổ chân ngân sớm tu thành tiên đạo độc ma vừa nói vừa trừng mắt thi triển nhiếp hồn đại pháp định khống chế tâm não hàn tự kỷ độc ma sử dụng rượu sắc nói Hàn tử kỳ sao ngươi không dám nhìn thẳng vào mắt ta. Hào khí chẳng thiếu hiệp bốc cao. Trong tâm hàn tử kỳ nghĩ rằng sự chết đã ở ngay trước mặt mình rồi. Chẳng đâu còn gì phải sợ. Có chết thì phải chết cho xứng đáng nào bậc trượng phu mới thỏa lòng. Ý nghĩ ấy hàn tử kỳ ngẩn mặt đối nhắn với độc ma. Chẳng làm sao biết được độc ma đã thi triển nhiếp hồn đại pháp. Một môn ma thuật khống chế tâm thức của bất cứ ai ngay cả đồng tử hy sư phụ của chàng còn bị lúng túng suýt tí nữa thì bị nhiếp hồn đại pháp khống chế nếu không nhờ âm thanh huyền diệu của bát long ngân và trực nhãn với độc ma Thở dưng hàn tử kỳ rúng động tâm thần chàng chẳng khác gì đồng tử Hy khi mới nhìn trực diện vào ánh mắt xanh nè sáng quắc quỷ dị của độc ma cố định tâm nhưng hàn tử kỳ cứ tưởng như mình đang đối diện với sư phụ đồng tử hy và đồng tử hy lần này hiện ra trước mặt chàng với một vẻ uy nghi nẫm liệt sư phụ chàng không còn sự hòa đồng hay nho nhã hôm nào mà trái lại thật là nghiêm khắc chàng bất giác hồi hộp vô cùng chỉ trực quỳ sụp xuống để vấn an và như có một huyền lực vô hình thẩm thấu bắt chàng thiếu hiệp phải khuất phục hoàn toàn hàn tử kỳ mơ màng trong cõi vô tưởng vô cùng vô tận ấy chàng nghe bên tai văng vẳng tiếng của đồng tường hy hàn tử kỳ ngươi không nhận ra ta ư chàng nói lẩm bẩm sư phụ giáo lâm và đại tử không biết thật là đắc tội thế người không lại ta còn trở gì nữa bằng một động tác thành tâm thành kính hàn tử kỳ quỳ sụp xuống dưới chân độc ma đệ tử bái kiến sư phụ chàng vừa nói hết câu thì bên tai vang lên tiếng cười trói tai nghe chát chúa vào liền sau tiếng cười ấy hàn tử kỳ mê man chàng lăn ra đất trở lại hạ lan vì cố ý thay mận đổi đào để thâm nhập vào vô ảnh phong tìm cách cứu hàn tử kỳ nên tỏ ra ngoan ngoãn theo chân hai gã họ đinh trong vai hồng điệp hạ lan đúng là con cừu ngoan đối với hai gã đó đình hãm lúc dẫn hạ lan cứ lặp đi lặp lại câu nói ngọng nghịu nàng thuộc về ta đinh phá câu mày hỏi ấy nhờ ai mà thanh cô nương mới lọt vào tay của chúng ta không có ta dễ gì gã lãn hiệp hầu hạo để ngươi bắt thanh cô nương đi dễ dàng như vậy ta nói nàng là của ta đinh hãm nắm tay hạ lan thử hỏi vị cô nương đây thích ta hay thích ngươi Hành dung hai gã họ đinh đã nói ở trên rồi chúng chẳng khác người cùi người hủi mà ma quỷ còn phải sợ chứ đừng nói là người nhưng cốt đột nhập vào vô ảnh phong để cứu hàn tử kỳ nhưng xem ra hạ lan cố dằn sự ghê tẩm của mình và tỏ ra hành động gần gũi lúc đinh phá nắm tay nàng thì họ đã lọt vào vô ảnh phong bằng một đường ngách lưng chừng núi ngách động dẫn lên rồi dẫn xuống qua khỏi đường ngách ấy hạ lan lọt vào một bãi trống trông xa xa là dãy phi các tiên cung huy hoàng trắng lệ với những bức vách lưu ly nàng có biết đâu trong phi các tiên cung là nơi giam hãm đồng tưởng hy một nhân vật trong ngũ đại kỷ nhân đinh phá rằng tay hạ lan thành cô nương giữa ta với lão tam đinh hãm cô nương chọn ai làm ý trung nhân nàng cười mỉm với hai cánh mộng đã hé nhụy hai huynh đều là những bậc võ lâm cao thủ ngang tải ngang sức hình vóc cũng chẳng khác gì nhau bên tắm lạng người nửa cân thanh điệp này thật khó lòng phân xử hạ lan liền nảy ra một ý lợi dụng sự mâu thuẫn của hai gã họ đinh để dễ dàng tìm ra chỗ nhốt hẳn tử kỷ này này thế hai huynh sao không thi thố với nhau để coi ai là người tài giỏi đinh hãm hưởng ứng ngay lời đề nghị của hạ lan được đấy ngươi đã nói như thế ta cũng nhận lời tranh tài với ngươi nhưng tranh tài bằng cách nào không lẽ ta với ngươi là huynh đệ một nhà lại đánh đấm cho tới chết sao hạ lan xen vào đấu tay chân thì dành cho những bậc hạ lưu trong giang hồ còn hai huynh đâu thể đấu như vậy được đinh hãm hỏi thế đấu làm sao nếu hai huynh tin lời ta ta sẽ ra để cho các huynh đấu với nhau tất nhiên để của ta ra rất khó nó bao gồm võ công khinh công và cả trí tuệ nữa đinh phá hờ một tiếng liếc qua đinh hãm lão tam ngươi tính thế nào ngươi hỏi thanh cô nương ấy được rồi mời thanh cô nương ra để ta dám chắc rằng ngươi phải khâm phục lão tứ này Hạ Lan chắp tay sau hông ra kiểu suy nghĩ. Hai cánh môi mọng ướt của nàng thỉnh thoảng lại mỉm cười ý nhỉ. Chờ cho hai gã họ đinh thật nôn nóng nàng mới chậm chậm nói. Đề thứ nhất là thi khinh công. Đinh hãm hỏi. Thi làm sao? Hai vị ở lấy nơi này làm mối khởi hành. Hai vị phải trổ hết thuật khinh công siêu đẳng của mình đi qua các cửa trong ngọn vô ảnh phong. Sau khi đi qua xong hai vị phải quay lại đây nói cho ta biết ngọn phong kia có bao nhiêu cửa và vẽ lại từng đặc điểm của từng cánh cửa đó nằm ở đâu vị trí chỗ nào có điểm gì đặc biệt đinh hãm phố tay hay hay đó chờ cho các đinh tam nói xong hạ nam nó nói tiếp tất nhiên trong hai vị ai về trước và vẽ đúng nhất là người đó coi như thắng trận đầu đinh phá lờ mắt nhìn đinh hãm chúng ta bắt đầu chứ hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lão tứ này hạ lan cản không cho hai gã họ đinh gây gổ với nhau nữa nàng bắt đầu đếm một hai tiếng thứ ba của nàng vừa dứt hai gã họ đinh lắc mình đã phóng vọt đi như hai mũi tên xẹt bóng họ nhoang nhoáng như lướt trên mặt đất khiến hạ lan không khỏi khen thầm thuật khinh công của hai người đó hai gã đinh hãm và đinh phá vừa thoát người lao đi thì hạ lan cũng vận chân khí chỗ thuật phi hành lao theo nàng cũng thuộc hàng nhất lưu cao thủ nên thuật khinh công của nàng xem ra không kém hai gã họ đinh chút nào. Chẳng mấy chốc nàng đã lọt vào vô ảnh phong. Hạ Lan vô cùng ngạc nhiên vì phong cảnh tuyệt đẹp ở trong ngọn phong này. Nàng cứ tưởng như mình lọt vào trốn thiên tiên thì đúng hơn. Mặc dù cảnh đẹp nên thơ, nhưng Hạ Lan cũng không dám phân tâm cố bám sát theo hai gã họ đinh. Cả ba đặt chân đến thế giới lưu ly, trong lúc đinh hãm và đinh phá đua tranh với nhau. Coi ai là người chạy nhanh để chiếm hữu người đẹp còn hạ lan vừa theo sau họ vừa để mắt quan sát chung quanh những bức tường lưu ly phản chiếu hình bóng của nàng trông cứ tưởng như lọt vào một trận bắt quái kỳ ảo nếu không có hai gã họ đinh chạy trước nàng không biết mình sẽ ra khỏi nơi đây bằng cách nào ý nghĩ đó khiến hạ lan càng bám sát hai gã họ đinh hơn vượt qua những bức vách lưu ly hạ lan nghe văng vẳng có tiếng bắt long ngân nàng giật thoát mình dừng bước hình như tiếng đàn phát ra từ sau vách đá lưu ly này trong lòng mừng rỡ Hàn Lan cứ tưởng Hàn Tử Kỳ bị nhốt đâu đó sau vách tường Chắc chắn như thế rồi Nàng làm sao biết được vách đá lưu ly ấy Chính là Đồng Tấn Hy đang vận động tâm cơ Nhằm tìm lối thoát khỏi thế giới lưu ly huyền ảo Tim đập như trống trận Hạ Lan áp sát vào vách đá nghe ngóng Tiếng đàn như một điệp khúc giòn giã Nhưng bị đè nén bên trong Và hình như tiếng đàn này có vẻ điêu luyện hơn chẳng kỷ nhiều Không lẽ kỳ huynh mấy cách biệt mấy hôm này có thể luyện được tiếng đàn tuyệt diệu đến như vậy sao? Đang còn thắc mắc Hạ Lan nghe có tiếng gió phía sau, nàng vội trùng mình và quay phát lại. Tâm thần rúng động vì người đột ngột xuất hiện vẫn trang phục kỳ dị. Đầu và tứ chi đều trùm kín chỉ ngoài hai con mắt sâu hóm xanh lẻ khủng bố. Hạ Lan lùi lại một bộ. Kẻ xuất hiện ấy chẳng ai khác hơn chính là độc ma. Lão cất tiếng cười chu chéo phô cái miệng đỏ chết. Quý cô nương đây tuổi trẻ mà lọt vào vô ảnh phong còn là một điều hy hữu vô cùng. Tiếng nói của y nghe như tiếng quỷ chu thì đúng hơn. Nhưng đã phát âm thì phải là người. Nên Hạ Lan liền lấy lại bình tĩnh. Nàng nhận ra hai bên tả hữu độc ma có hàng người cung thần đứng hậu. Hạ Lan liền hỏi. Tiểu nữ tài mọn đức khen không thể vào đây một bình được. Vào được chỗ này chẳng qua tiểu nữ được hai người họ đinh giúp mà thôi. Tiểu nữ xin hỏi người đây có phải là chủ nhân ngọn phong này độc ma gật cổ, Bản nhân chính là chủ nhân của tòa tiên công này Và ý của cô nương đến đây bản chủ nhân đã rõ Ý của tiểu nữ đến đây không có ý quấy rối tiên công Mà chỉ theo lời mời của hai vị họ đinh kia thôi Độc ma bật cười quần dại rồi quắc mắt nhìn thẳng vào nhãn quang hạ lan Bản chủ nhân xin hỏi cô nương đây là trưởng nữ hay thứ nữ của bang chủ thanh thông hội Nhìn trang phục của cô nương Hai đệ tử của bản nhân ngỡ là thanh điệp nhưng bản nhân thì đâu thể nào nhầm được và phần cô nương đến đây vì một người tên là hàn tử kỷ tâm thần rúng động hạ lan không ngờ độc ma tinh quái đến thế kế hoạch thay mận đổi đào để đột nhập vào vô ảnh phong chưa đi đến đâu đã bị độc ma phát hiện nàng cần gì phải giấu giếm nữa hạ lan mỉm cười tiểu nữ vô cùng không phục kiến văn uyên bác của chủ nhân độc ma đúng như chủ nhân đã dự đoán tiểu nữ chính là hạ lan và tiểu nữ đến đây chính là vì hàn tử kỷ Cô nương thật là thẳng thắn đúng với ý bản nhân. Hạ Lan chấp chới mắt bồ câu hỏi luôn. Chủ nhân có thể cho tiểu nữ hỏi Hàn Tử Kỳ ở đây không? Tất nhiên Hạ Lan trước khi đột nhập vào đây, đã được nghe mọi người truyền tụng với nhau về bọn người hung ma ở vô ảnh phong, và nhất là nhân vật độc ma, bây giờ được diện kiến mặc dù có sự đố kỵ nhưng xem ra nhân vật độc ma này chưa tỏ hành động gì gọi là quá đáng với nàng. Độc ma từ từ tiến tới nặng một bước Cô ngưng đối với hàn tử kỳ thế nào mà xem ra có vẻ lo lắng cho chàng ta quá như vậy Xác diện hạ lan ẩn đỏ Câu hỏi của độc ma như điểm trúng huyệt nàng. Cảm thấy ngượng vô cùng Mà cũng đúng thôi Thiếu nữ ai lại mang tình yêu thầm kín của mình ra thổ lộ với người khác bao giờ đang còn ấp ống Hạ Lan lại nghe độc ma nói tiếp Bản chủ nhân đoán không lầm Chắc Hạ Cô Nương đây có tình ý với Hàn Tử Kỳ Câu nói thẳng thừng của độc ma khiến nàng ngượng đến chín người và chỉ muốn đổn thổ xuống đất. Ai đời lại đi chuyện hoạch tuyệt tình cảm của người ta ra chỗ đông người như thế này. Ngượng quá đâm liều Hạ Lan nói luôn. Hàn Tử Kỳ chính là ý trung nhân của ta. Khi nghe tin chàng bị nạn ở ngọn vô ảnh phong này nên ta mới đột nhập vào định cứu chàng. Nếu chủ nhân còn nể tình thanh thông hội xin hãy thả chàng ra. Hạ Lan vừa nói xong thì độc ma chủ nhân cười nắc nẻ. Tiếng cười của y vang lên nghe trói tai Hạ Lan bất giác nổi giận Bởi cho rằng độc ma đang đùa cợt với mình Nàng quắc mắt Ta nói như thế sao chủ nhân lại cười được chứ Bản chủ nhân cười Vì nhận thấy cô nương quá ngây thơ Vô ảnh phong từ trước tới nay Có đường vào mà không có đường ra cho bất cứ một ai Kể cả ngũ đại kỷ nhân Thế thì thanh thông hội của cô nương Đâu có là gì để bản nhân phải bận tâm Thứ hai là cô nương nghe lời đồn đại mà hiểu lầm tiên cung này là thâm địa của thiên hạ. Còn Hàn Tử Kỳ đâu do nó phô bắt mà chính chàng tự nguyện đến đây để tu đạo cùng bản nhân đấy. Đọc ma nhìn thẳng vào mắt Hạ Lan. Bản chủ nhân nói như thế chắc cô nương không tin. Thế thì bản nhân cho cô nương biết luôn. Ngay cả Động Tường nghi sư phụ của Hàn Tử Kỳ cũng đang ở tại tiên cung này. Nàng cao mày hỏi lại Nam bút Động Tường Hy cũng có mặt tại tiên cung này ư ừ không sai cũng nương có nghe tiếng đàn réo rắt của tiên sinh chứ tiếng đàn ấy không phải của hàn tử kỷ đúng như vậy Đổng tường hy đang vui vẻ cùng thanh âm trầm bổng bắt nông ngân trong thế giới lưu ly khi nào người không ham thích với tiếng đàn ấy nữa thì sẽ ra hội kiến với cô nương thế chủ nhân có thể cho ta gặp mặt kỷ huynh được không đọc ma gật cổ. ta đâu có hẹp hòi với cô nương làm gì Chắc giờ này thiếu hiệp đang dạo chơi trong vườn tiên cảnh của bổn cung. Nói xong độc ma đưa tay ra hiệu vào liền có hai thiếu nữ vận trang phục mỏng dính nhưng muốn phô tất cả những đường nét bên trong của cơ thể tiến ra. Độc ma nói hai người hãy dẫn tiểu thư đây đi thay y phục bổn cung rồi đưa nàng đến vườn tiên cảnh gặp hàn tử kỳ thiếu hiệp. Hai ả thiếu nữ vòng tay cung kính xin vâng thấy trang phục của họ hạ lăn ngượng ngùng vì sự lõ lồ khêu gậy nàng định nói để nguyên bộ thanh y cũng được rồi nhưng lại sợ làm phật ý độc ma chủ nhân nên đánh thôi với lại hạ lan có ý vào đây gặp hàn tử kỳ nên không còn nề hà tiểu tiết làm gì hai thẻ nữ đó hướng về hạ lan xin mời tiểu thư theo chúng ta độc ma nhìn hạ lan nói cô nương hãy theo họ họ sẽ hướng dẫn cô nương hạ lan nói thiếu nữ xin đa tạ thành tình của chủ nhân độc ma khoát tay bản nhân chúc cho cô nương gặp lại người yêu trong tiên cung này thật là vui vẻ. Hạ Lan theo gót hai ả thể nữ. Trong đầu nàng mông lung những điều thắc mắc không thể nào lý giải được. Nàng vừa đi khỏi thì hai gã Đinh Tam và Đinh Tứ xuất hiện. Cả hai đang bô bô đổ lỗi cho nhau. Đã để cho người đẹp thoát khỏi bàn tay của chúng thì chậm mặt độc ma. Đinh Tam và Đinh Tứ vội phổ phục sư phụ giáo lâm. Độc ma trợn tròn đôi mắt sâu hóm nhìn hai tên đệ tử y nói bằng giọng lạnh băng khiến hai gã họ đinh co rúm người hai người có biết vừa phạm vào tội đại kỷ không hai người ngu ngốc đến nỗi dẫn đường cho a đầu thanh thông hội đột nhập vào vô ảnh phong nếu bản nhân không phát hiện sớm sẽ như thế nào chứ hai người hãy tự xử đi đinh hãm đinh phá run bắn cả người đinh phá ấp ống đệ tử tội đáng chết xin sư phụ đại lượng thứ tha Đọc ma hờ một tiếng lạnh lùng hai người thật là vô dụng hồng đẹp chính là hạ lan đã thay mận đổi đào mà các ngươi cũng không phát giác ra nghe lão đinh hãm năn nỉ bằng cái giọng ngọng nghịu ngay cả độc ma chủ nhân cũng không ngăn được tiếng cười độc ma chỉ vào hai gã họ đinh ta phán truyền cho các ngươi tự tắt vào mặt nhau mỗi người năm mươi cái độc ma nói xong thì quay lưng đi thẳng hai cung hầu cũng vội bước theo chân độc ma chủ nhân đinh tam trở cho sư phụ khuất hẳn sau vách ngăn liền quay phát lại đinh phá đứng sau Lão Tam gần giọng ngọng nghịu Tại ngươi Gã vừa nói vừa thẳng tay tát vào mặt Đinh Tứ Bốp Năm ngón tay Đinh Tam hằn gió trên mặt Đinh Tứ Đinh Tứ hậm hực cao mày Tại ngươi mê người đẹp nên mới bị cô nương kia sỏ mũi Y vươn tay tát vào mặt Đinh Tam Bốp Đúng là một cái tát trả thù Hai tên cứ sau mỗi câu đanh nghiến thì lại tát một cái Bọn chúng tát qua tát lại cho đến khi ngăn năn ra đất rên hừ hừ Gò má đã sưng tấy tím bẩm trong thế giới lưu ly, Đồng Tường Hy ruột rối như tơ vò nhưng chưa tìm được lối thoát ra khỏi những bức vách lưu ly kỳ ảo. Tâm thần này bất ổn vì cứ lo lắng cho hậu hạo và hai tỷ muội họ châu. Điều tiên sinh lo lắng nhiều nhất chính là tính mạng của ái đồ hàn tử kỳ. Lòng bồi hồi khốn tả, Đồng Tường Hy tỏa thiền ngay giữa bốn bức vách lưu ly đặt cây bát nông ngân trước mặt. Trầm tư dây nát, tiên sinh khẩy nhẹ các ngón tay lên dây đàn. Chính tiếng đàn đó văng vẳng ra ngoài lọt vào tai hạ lan tiếng đàn bát nông ngân réo rắt khiến đồng tường hy ổn định lại tinh thần và cảm giác mình sáng suốt hơn lúc nào hết tiếng đàn càng lúc càng dồn dập nhịp tiếng võ câu tuấn mã phi nước đại rồi thoáng chốc nó biến đổi âm thanh trầm bổng du dương êm ả à, chẳng khác tiếng suối chảy dốc rách hòa cùng tiếng rì rào của rừng cây đồng tường hy bật đứng dậy cười vang cả căn phòng độc ma ngươi tưởng giam giữ được đồng tường hy này sao đồng tử hy vừa nói xong thì có ngay tiếng độc ma đáp lại thế tiên sinh đã nghĩ ra được cách gì ra khỏi trốn huyền ảo lưu ly ấy chưa đồng tử hy cười đắc chí ta không còn hứng thú ở đây nữa nên ta muốn đi đây tiên sinh cứ đi bằng cách nào nếu tiên sinh cảm thấy ở trong đó quá buồn tẻ chỉ có mình và bóng của mình không có người tâm sự không có người thưởng thức điệp khúc bát nông ngân thì bản nhân sẽ gửi tặng một người đẹp vào hậu tiên sinh Độc ma ngươi nói như thế khiến tâm ta hứng khởi rồi đấy Thế người ngươi tính gửi vào bầu bạn với ta là ai vậy Đồng tướng Nghi nghe rõ tiếng cười khẽ của độc ma thú nhận Tất nhiên người mà bản nhân gửi đến cho tiên sinh phải thuộc hạng nhất lưu trong giang hồ Do chính tay bản nhân tuyển chọn Âu đó cũng là một cái duyên mà bản nhân đã có với tiên sinh từ kiếp trước Độc ma chủ nhân ngươi hãy nói huệch tuyệt ra đi Người được đưa vào đây với ta là ai Hàn tử kỳ ư Hàn Tiểu Hiệp thì không được rồi bởi bản nhân đang chuẩn bị để chàng ta tu tạo hợp hoan bồi bổ chân nguyên cho bản nhân. Cao đôi mày tỏ vẻ bất nhẫn, Đồng Tấn Hy gần từng tiếng. Từ trước cho đến giờ Đồng Tấn Hy nổi tiếng là người nho nhã, phong thái như vị đồ nho. Chưa khi nào phẫn nộ trước bất cứ việc gì trên giang hồ. Thế mà nay phải bất nhẫn đến mức đó chứng tỏ tiên sinh lúc nào cũng lo lắng cho Hàn tự kỷ. Độc ma, ái đồ của ta căn cốt là một bậc chính nhân quân tử đâu thể để cho ngươi giở thủ đoạn nhiếp hồn ta thuật khống chế để bồi bổ chân nguyên nếu như hàn tử kỳ có mệnh hệ nào động tầng hy này sẽ san bằng ngọn vô ảnh phong phi các tiên cung của ngươi độc ma cười hăng hắc tiên sinh phóng nóng nảy đấy thôi sự thật ta chưa hề động đến một sợi tóc của ái đồ ngươi quả thật tìm được một người có căn cốt như hàn tử kỳ cũng rất hiếm ta cũng không thể nào bỏ qua được còn điều tiên sinh muốn san bằng phi các tiên công thì trước hết phải thoát ra khỏi thế giới lưu ly. Riêng ý của bản nhân là tính gửi hạ lan tiểu thư, ái nữ của thanh thông bang chủ đến bầu bạn với tiên sinh thôi. Đồng tưởng hy điện hỏi, độc ma chủ nhân người đã bắt được hạ cô nương là trưởng nữ hay thứ nữ? Điều đó thì bản nhân chưa thể biết được bản nhân để nhường lại cho tiên sinh vậy. Vì tiên sinh là bậc nho nhã học cao hiểu rộng, có thể nhìn người thấy được chân diện mục. Độc ma lại cười tiếp rồi nói, bản nhân đã cho nàng hạ tắm rửa xong, thì sẽ dẫn nàng dâng nạp cho tiên sinh. Bản chủ nhân hy vọng tiên sinh sẽ khuây khỏa với nàng, giờ bản nhân xin cáo tử. Đổng tầng nghi đứng giữa thế giới lưu ly, chắp tay sau hông, thì ra người độc ma bắt cóc không phải là hai nàng họa châu và hầu hảo mà thay vào đó là hạ tiểu thư, không biết nàng này là tỷ hay muội bất giác động tầng hy rúng động trong lòng nếu nàng hạ bị bắt làm muội muội thì độc ma đúng là người không còn nhân tình lão muốn đồng tầng hy chết không được nhắm mắt tình hình trở nên khẩn trương vô cùng bất giác đồng tầng hy vận hết 12 thành công lực phát ra ngọn thiên cương thần công có nét đây là ngọn trưởng mãnh liệt nhất trong đời của mình nên ngọn trưởng chẳng khác ngọn sóng thần vỗ thẳng vào bức vách lưu ly bùng sức phản hồi của ngọn trưởng thiên cương thần công khiến đồng tần hy phải loạn trọn thân mình Đến lúc ngọn chủ phong tan biến hết, đồng tằng hy nhìn lại chút công phá, bức vách lưu ni vẫn nguyên vẹn, tiên sinh nhau mày Tiên sinh một chút bấn loạn phạt trưởng, nhưng khi bình tĩnh trở lại mới hiểu ra mình vừa làm một hành động vô ích. Đồng tằng hy nên ngồi tỏa thiền và tiếp tục gãy đàn. Tiên sinh nhẩm trong đầu, nếu hắn không đến mình chỉ còn mỗi một cách là tự sát mà thôi, người đồng tường hy đang chờ là ai nhân vật ấy phải có võ công cái thế hay một đặc điểm võ công khống chế lại thế giới lưu ly của lão ma và hình như đồng tường hy sử dụng tiếng đàn bát nông ngân truyền âm thanh vào không trung để thông báo đến người đó giai điệu bát nông ngân réo rắt trầm bổng rồi vút lên cao sau cùng vang lên tiếng bụng, chẳng khác tiếng sấm trời của dây đàn thứ tám tiếng sấm ấy cứ vang đi xa mãi xa mãi và cuối cùng sự chờ đợi của nam bút gia cắt đã được đền bổ. Một âm thanh nhỏ như mũi kêu lọt vào tai tiên sinh. Ngươi đang chờ lão đạo này phải không? Động Tường Hy cởi mỉm. Tiếng đàn đã dẫn huynh đến đây ạ. À, nghe tiếng đàn của ngươi ta biết ngay Động Tường Hy đang bị vây hãm Ngươi đã từng được thiên hạ tôn sưng là kẻ mẫn tuệ nhất trong ngũ đại kỷ nhân. Sao không tìm cách thoát đi mà phải nhờ đến lão đạo này? Động Tường Hy bật cởi thành tiếng lời thiên hạ đồn đái đồng tầng hy này không dám nhận đâu nhưng trong ngũ đại kỳ nhân thì đệ dám đoan chắc thần châu huynh là người vô địch về môn khinh công tiểu túy tiên thì đã có bầu rộng với tuyệt kỹ túy tiên nhân ảnh luân lách ảo diệu không lường mộ ly hoàng thì đã được khẳng định thiên hạ đệ nhất kiếm giỏi thế còn ngươi đệ đồng tầng hy này chỉ biết võ vẽ một hai tiếng đàn thi họa phải thêm ngọn thần công quán thế thiên cương thần công nữa chứ đầu tưởng nghi vắt nải cây đàn bắt nông ngân ra sau lưng so với thần châu đạo huynh thì chẳng hơn gì đâu đầu tưởng nghi bật cười lớn rồi nói tiếp đúng là đệ cũng đã tìm được lối ra khỏi thế giới lưu ly này rồi nhưng muốn ra phải nhờ thần châu huynh giúp một tay ta biết mà làm gì động tưởng nghi không phá giải được thế trận lưu ly này thế thì ngươi cần ta giúp gì đồng tưởng nghi ngước mặt nên nói thật chậm thế giới lưu ly này vô cùng huyền ảo và sắp xếp theo bát quái độ mà muốn đi khai đòi hỏi phải đi đúng vào cửa tốn mà cửa tốn thì được giấu kín trong sự phản chiếu của những bức vách lưu ly muốn tìm được cửa tốn đòi hỏi phải ở trên cao mà họ đồng này thì không thể có trình độ khinh thân như huynh nên phải nhờ đấy thôi họ đồng chỉ nhờ thần châu có bao nhiêu đó thôi à thế thì được ta sẽ nói cách phân bố các bức vách lưu ly cho ngươi ngươi thì tìm được ra chứ thú thật ta cũng chẳng biết phá giải bằng cách nào họ động ta chỉ nhờ thần Châu Đạo Huynh giúp cho việc ấy thôi. Đồng tằng Hy vừa nói dứt câu liền cảm nhận như có một cánh chim khổng lồ lướt gió bay trên đỉnh đầu. Thật ra đây cũng chỉ là cảm nhận của Đồng tằng Hy chứ đâu có thấy được thần Châu Đại Hiệp. Tiếng của thần Châu Đại Hiệp lại vọng xuống cho Đồng tằng Hy biết cách phân bố những bức vách lưu ly. Nghe đến đâu Đồng tằng Hy di chuyển thân ảnh đến đấy. Thỏa tiên Đồng tằng Hy lướt lên ba bộ về hướng Bắc rồi chéo ngang ba bộ nữa. Đồng tằng Hy dừng lại một chút quan sát chung quanh rồi lại bước tới hai bộ sau đó thì lui về sau liên tiếp năm bộ tiên sinh dừng lại một chút đảo mắt nhìn qua một phòng tháo cái bát nông ngân sau lưng xá trời xá đất sắc diện trở nên căng thẳng tiên sinh giả ngón tay vào dây đàn tàn huyền bùm những tiếng rào rào của kính vỡ khi đồng tường hy quay lại sau lưng thấy những bức vách lưu ly đã bị vỡ nát thành từng mảnh nhỏ trước mặt đồng tường hy là tòa dinh thự nguy nga trắng lệ hiện ra rõ từng khuôn viên một xa xa sau tòa dinh thự là một rừng thông bị tuyết phủ trắng xóa một bóng người tầm thước vận áo đạo lướt đến ngay cạnh đồng tường hy hướng về người đó đồng trưởng hy cúi chào tiểu đại đồng tường hy bái kiến thần châu lão huynh thần châu đại hiệp râu tóc bạc trắng bật cười ha hạ đồng tường hy vẫn như ngày nào phong thái không thay đổi người đúng là bậc nho sĩ chân chính thần châu đại hiệp vuốt tròm râu trắng toát hoảy ngươi đến vô ảnh phong có phải vì ngọn quyển đoạt hồn phải không đó cũng là một lý do để đến đây nhưng cốt nói vẫn là tính mạng ái đồ hàn tử kỳ đã bị nó ma giả trang làm tạm minh bắt cóc vào vô ảnh phong này để luyện pháp thuật tạ ma hai người đi song song với nhau tiến về tòa dinh thự trên ngọn vô ảnh phong đổng tường hy và thần châu đại hiệp đều là những nhân vật trong ngũ đại kỷ nhân giờ đây đã hợp lại thì đâu còn quay độc ma ra gì nữa thần châu đại hiệp nói bạch vân tôn giả bị thảm tử tại âm cốc tử vong do ngọn quỷ ảnh đoạt hồn theo đại chủ nhân ngọn quái khí ấy có quan hệ với bọn hung ma trên vô ảnh phong này không xét về thời gian quỷ ảnh đoạt hồn vừa tái xuất giang hồ cách nay khoảng vài tháng cùng một lúc với độc ma tại vô ảnh phong này nên tiểu đệ mường tượng chúng có quan hệ với nhau mà nghe đồn tại âm cốc tử vong chỉ có bốn xác người bạch vân tôn giả lâm đại kiều và hai cái xác kia của chu nhật thắng và hồ cung còn tạ đình oai thì không có. Thần châu đại hiệp thở ra. Theo đồng lão đệ, gã độc ma phải là tạ đình oai không? Độc ma trùm kín cả mặt mày nên đệ không thể xét đoán được. Nhưng căn cứ vào võ công của độc ma hơn hẳn tạ đình oai một bậc. Tuy nhiên cánh tay đen xì chứng tỏ đã luyện độc công tới độ siêu tuyệt thì lại tố cáo y chính là tạ đình oai. Suy luận của đệ rất đúng, huynh đoán chắc độc ma chính là tạ đình oai, nhưng vì sao lão ta lại đến nông nỗi bị tàn hủy dung nhan để biến thành độc ma? Chúng ta cần phải truy tìm mới biết được nguyên nhân. Thần Châu Đại Hiệp dừng bước. Mấy tháng qua lão đã có nhận được tin tức của lão say tử túy tiên và mộ ly hoàng không? Đồng Tường Hy nhìn về tòa danh thử nói. Mộ ly hoàng hiện đang tranh giành chiếc ma hoàn với thanh thông hội. Đã đã đến tiếp kiến y. Nhưng... Đồng Tường Hy lắc đầu thở ra. Thần Châu Đại Hiệp liền an ủi ngũ đại kỳ nhân của ta có năm người cả thảy giờ đây bạch vân tôn giả thì mạng vong tại âm cốc tử vong mộ la huynh thì ham mê danh vọng mà tranh đoạt báu vật cùng thiên hạ hai người bàn với nhau chia làm hai ngả đột nhập vào tòa dinh thự tìm hàn tử kỷ đổng tưởng hy và thần châu đại hiệp bản tính xong vừa định thoát người đi vào trong thì có một chàng cười hăng hắc từ trên tòa chính sảnh vọng ra giọng của mộ ly hoàng dội vào tay thần châu đại hiệp và đổng tưởng hy cố nhân thì thường chi ngộ ta đã chờ hai người ở đây lâu lắm rồi thế còn gã tửu tuy tiên đâu sao không thấy mộ ly hoàng vừa nói dứt câu thì đang nghe tiếng cười vang dội của tửu Túy tiên vừa chạy vừa uống rượu vừa cười thoáng chốc đã đến nhập bọn cùng đồng tường hy và thần châu đại hiệp ta biết mộ đã huynh chờ gã già này đến uống rượu nên phải có mặt ngay khổ nỗi lão say này đến thế nào do không biết được đường đi nước bước vào vô ảnh phong tửu tuy tiên đông tăng liếc xéo qua thần châu đại hiệp ta bảo đạo huynh chờ ta đi với thế mà huynh ỉ mình chạy nhanh nên bắt gã say này muốn hụt hơi tiểu tuy tiên nói xong liền ngửa cổ tu ẩn ực nó uống rượu mà tưởng như đang uống nước lã cho đá khát cất bình rượu vào thắt lưng tiểu tuy tiên hướng về cửa tòa tiền sảnh chẳng hay mộ lão kiếm huynh chờ gã say này để cho thưởng thức rượu ngon vào đổ nhắm phải không mộ ly hoàng nói vọng ra ta đâu tiếc gì với các ngươi Thế thì ngũ đại kỳ nhân hôm nay đã có bốn người có mặt tại ngọn vô ảnh phong này. Mộ Ly Hoàng bật chàng cười đắc chí vô cùng. Sau chàng cười cửa tiền sảnh mở ra, đồng tướng hy tử thúy tiên, thần châu đại hiệp đều chiếu nhãn quang vào trong cửa tiền sảnh. Từ trong tòa đại sảnh hát ra thứ ánh sáng mờ ảo trông thật ma quái. Mặc dù khung cảnh bên trong mù mù mờ mờ cứ như cảnh dưới diêm la, nhưng tử thúy tiên, đồng tướng hy và thần châu đại hiệp đều thấy rõ như giữa thanh thiên bạch nhật. Trên bệ cao mộ ly hoàng và độc ma ngồi song song với nhau. Đôi mắt độc ma nhìn chăm chăm vào ba người như muốn hấp hồn họ. Còn mộ ly hoàng thì ngồi trước cây tinh vân thần kiếm của hàn tử kỷ. Thanh bảo kiếm tỏa sáng mập mở kỳ diệu. Hai bên tả hữu là hai hàng người, nam nữ đứng cung thân vô cùng trang trọng. Tất nhiên nữ vận áo the mỏng dính khoe khoang, còn nam thì vận võ phục bó chén. Người nào cũng mang vẻ như pho tượng chết sắp, giữa tiền sảnh là một chiếc kiệu cắm chiếc đầu lâu. Cả ba người trong ngũ đại kỳ nhân còn đang thắc mắc Thì trong tiền sảnh độc ma vô tay làm hiệu Tiếng nhạc trở lên những âm khúc vui tươi và liền Rất tiếng nhạc Một chiếc thảm được trải dài ra đến chân ba lão nhân Ba cỗ kiểu mỗi chiếc kiểu do bốn thiếu nữ khiêng Ba chiếc kiểu đặt trước mặt ba người Vâng thưa quý vị và các bạn Trên đây đã kết thúc phần thứ 5 tiểu thuyết Ma hoàn huyết lệnh của tác giả Giả Kim Dung nếu các bạn thấy hay xin hãy vui lòng like chia sẻ đăng ký và ủng hộ cho kênh xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo